Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với trung tâm Thế giới đồ cổ, trung tâm Thế giới điện thoại cổ Binculân. Hôm nay trung tâm Thế giới đồ cổ điện thoại cổ Binculân xin giới thiệu với các bác một cái chiếc điện thoại Vertu Ascenti nguyên zin 100% bọc da đỏ cực kỳ sang trọng. Như các bác cũng đã biết, Vertu là được chế tạo hoàn toàn bằng tay tại Anh, và Vertu Ascenti là sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa tay nghề thủ công rất là khéo léo và cái sự kết hợp giữa cái ứng dụng công nghệ tiên tiến đã tạo nên những chiếc điện thoại Vertu cực kỳ đẳng cấp. Và chiếc điện thoại Vertu Ascenti này được chế tạo bằng bộ vỏ là thép không rỉ, và mặt kính của chiếc điện thoại này được làm bằng ngọc bích. Nó rất chống chày xước, rất là cực kỳ tốt với cái lớp tráng bằng sứ rất là bóng loáng, tạo nên một chiếc điện thoại Vertu rất là sang trọng. Và những chiếc điện thoại Vertu này đều được lắp ráp hoàn toàn bằng tay nha các bác, và cực kỳ tỉ mỉ do những cái thợ thủ công rất là lành nghề của Vertu đã tạo nên những chiếc điện thoại Vertu mà các bác đang xem đây, rất là hoàn hảo. Và em sẽ cho các bác cùng xem. Bên trong khung của chiếc điện thoại Vertu Ascenti cực kỳ sang trọng, và những cái khung của nó làm rất là tỉ mỉ. Vertu là cái thương hiệu mà đứng đầu trong top những cái chiếc điện thoại đứng đầu trên thế giới về cái sự đẳng cấp. Bàn phím rất là dễ sử dụng, rất là nhạy bác. Đây là Vertu Ascenti, và em sẽ check email cho các bác cùng xem. Vâng, và đây là email của chiếc điện thoại Vertu Ascenti, và em sẽ tiếp tục là check lifetime. Lifetime của nó 148 giờ thưa các bác. Vâng, và các bác nào mà quan tâm đến chiếc điện thoại Vertu Ascenti bọc da đỏ nguyên zin 100% này, xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0926 500 745. Và em xin khẳng định với các bác một lần nữa, trung tâm Thế giới đồ cổ, trung tâm Thế giới điện thoại cổ Binculân của chúng em không bán hàng dựng, chỉ chuyên bán hàng sưu tầm. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.